À, vâng nhá. Em lên tiếp cho các anh ở đây là một cái cặp loa cũng được khá nhiều các anh đang tìm kiếm và đang hỏi em nhé. Thì đợt này em về hàng đây thì là các anh ai mua thì liên hệ sớm nhá, tránh cái trường hợp nhiều khi là comment với lại nhắn tin Zalo xong rồi đã bị nhỡ mất thì không mua được thì lại phí ra. Đấy, đôi này đôi N7X đây nhá. Đôi N7X đây nhá, đôi hàng đời rất là cao của Onkyo đây. Đấy, đôi màng trắng bát lõm đây. Cần bài xếp mà các anh đang hỏi đấy nhá. Một cô gái miền núi. Đây nón tên lửa của các anh đây. Chép tên lửa. Chép nón tên lửa này. Rồi một hôm bát màng carbon da chăn. Gần vải xếp nha. Em cô gái hàng về thì đây hàng đẹp luôn. Các anh xem đi. Hàng đẹp luôn nhá. Nhịp trầm thanh dù còn lắm đất rừng. Từ xa em đã thấy đấy, nhá. Hàng rất đẹp luôn. Rời cuối em tới. Em trao tôi vòng nhỏ. Và từ ấy người lính có đây. Nó đang hơi vướng dây loa tí. Sẽ gặp. Đôi này về là trùng seri luôn nhá. 7697A này, 7697A này. 70W. Đấy. Nha, cái nhìn nó góc cạnh cái thứ này. Rất ok nhá. Đấy. Đây nó hơi ấy một tí này. Cái này được một tí thôi, không vấn đề gì nhá. Nhìn tổng thể nó rất là đẹp, đúng không? Rất là đẹp nhá. Ngắn dài một lần đi tuần xa anh tới. Chúng ta lại trở về với cái mặt trước. Thì đôi này còn rất là đẹp. Và kể cả cái căng của nó đây. Còn được bảo quản rất tốt này. Đấy, con loa N7EX này ấy, thì nó cho chất bát nó quánh rất là sâu. Đấy, chắc và cái trung âm rất là tốt. Đấy. Mình vừa có thể nghe Bonero được mà mình vừa có thể là nghe các cái dòng nhạc sống kiểu sôi động như này nhá. Đấy. Rồi xin mời các anh nghe thử một lần chất âm của nó nhá. Đấy, về cái ngoại hình của nó thì em quay hết các anh rồi đấy. Cái con N7X này thì có chiều ngang của nó đây là khoảng 16cm này. Các anh nhìn găng tay của em này. Đấy, chiều sâu nó khoảng 24-25cm và chiều cao nó khoảng 27-28cm. Đây. Rời cuộc vui nhá. Em tới. Và nó có cái lỗ thông hơi đằng trước này, là một dạng khe rất là đẹp như này. Em trao tôi vòng nhỏ. Kia găng đậy vào là sẽ như này. Để nó che cái bụi đi. Đấy, tất nhiên thì là cái e-căng này thì hầu như là mọi người về gọi là sẽ bỏ ra hết nhá. Thường sẽ bỏ ra. Đấy, để làm gì? Khoe cái loa chứ làm gì nữa. Đây. Để khoe cái loa như này cho nó đẹp này. Cái anh kia đậy vào lắm. Đấy. Đấy, xin mời các anh nghe một đoạn chất âm của nó nhá. Và đấy, giá của con N7X này thì nó là đi là 1.500.000 nhá. Bác nào mua hãy liên hệ cho bên em nhá. À không, con này đáng lý ra nhầm, con này đang nó phải là 1.790.000. 1.790.000 cơ. Đấy, nhưng mà thôi bây giờ em chốt báo nhầm giá rồi. Thôi em sẽ để con này luôn giá 1.500.000 nhé, để tránh bị hai đời nhá. Đấy, đôi này thì nó thật là các anh là với những đôi đẹp như này là 1.790.000 đấy. Em bị nhầm với cái mã là N7X. Đấy. Đấy. Em bị nhầm với cái mã N7X nhá. Đấy. Vâng. Ok nha, em xin lỗi một tí, em vừa bị gián đoạn một chút, nó có khách anh ấy đang hỏi cái này đi. Đây nhá, bây giờ xin mời quý vị nghe một đoạn chất âm của nó này. Như muôn tiếng đàn bâng khuâng nỗi lòng, nhịp sáo ai đưa tiếng ca rộn vang. Em là dòng sông mã, anh là núi mương hùng cho. Hãy subscribe.
sông, gió đưa em về núi. Em hãy về bên suối, đời anh ở bên em. Anh làm nó lòng mường, em làm vui ấm bàn. Rừng ok, thì đấy là chất âm của cái đôi loa N7X này. Anh nào cần mua loa thì hãy liên hệ cho bên em theo số điện thoại ở trên đây nhé, 0966 594 581. Ngoài ra thì có thể liên hệ về cửa hàng theo một số nữa ở đây là số 0979891682 nhé. Còn bây giờ em sẽ xin kết thúc video ở đây bởi vì đang có anh khách ở đây anh cần mua đồ. Vâng, em xin chào các anh.